Minasan, konnichiwa. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn rất là đặc biệt của thủ đô Hà Nội. Các bạn thử đoán xem là món gì nào? Người dân Hà Nội vẫn tự hào về những dãy phố lâu đời, nơi gửi gắm biết bao nhiêu hồi ức, hoài niệm xưa. Nét cổ kính của Hà Nội vẫn giữ nguyên vẹn giữa thành phố, đang vươn mình thay đổi mỗi ngày. Đến với thủ đô Hà Nội, du khách không chỉ mê mẩn bởi vẻ đẹp cổ kính nơi đây mà còn bị thu hút bởi rất là nhiều món ăn đặc sản. Món ăn hôm nay mình muốn giới thiệu đến với các bạn đó là bún đậu mắm tôm, một món ăn không thể nào thiếu của người dân Hà Nội. Bún đậu mắm tôm, nghe cái tên đã dễ dàng cho du khách biết được sự kết hợp hài hòa giữa bún đậu và mắm tôm. Các món ăn nghe dân dã, giản dị, gần gũi với cuộc sống người Hà Nội. Du khách sẽ thấy một mẹt bún đậu mắm tôm bao gồm tất cả những thức ăn kèm như là đậu phụ rán vàng, thịt chân giò, nem rán, dồi và đặc sản là chả cơm của Hà Nội nữa. Chỉ cần thưởng thức một suất bún đậu vậy thôi, du khách sẽ cảm thấy mình có một bữa ăn ngon, rẻ và no nê rồi. Ngoài ra, sự hoàn hảo của món ăn này không nằm ở những miếng đậu phụ rán vàng hay những sợi bún dai mềm trắng mà nằm ngay ở sự kết hợp hài hòa giữa bát nước chấm là mắm tôm. Thật ra không phải ai cũng ăn được mắm tôm, nhất là những du khách quốc tế khi thưởng thức món này. Ban đầu lại rất khó chịu vì mùi mắm rất là nồng và gắt, nhưng một khi đã ăn rồi thì sẽ cảm thấy rất ngon. Để làm được mắm tôm ngon thì mắm tôm chính hiệu phải được đặt từ những lò mắm cổ truyền lâu đời ở Thanh Hóa. Mắm tôm ngon là mắm tôm có màu ửng hồng, mùi dậy thơm. Để pha nước mắm tôm ngon cũng nhờ vào sự khéo léo, vị giác tốt của người đầu bếp. Múc chén mắm ra, thêm chút đường, bột ngọt và tưới thêm một lớp mỡ vàng ngậy trên bát mắm tôm, trông thật sóng sánh, hấp dẫn thị giác của du khách vô cùng. Du khách sẽ cảm nhận được đầy đủ các vị chua, cay, mặn, ngọt của nước chấm mắm tôm, vị chua của chanh, vị cay của ớt tươi, vị mặn của mắm tôm và vị ngọt của một chút xíu đường. Tất cả hòa quyện với nhau khiến cho du khách chỉ cần chấm ăn kèm với món ăn khác thôi cũng đã thấy ngon rồi. Sẽ tuyệt vời hơn nếu du khách ăn kèm với rau sống như là rau húng quế, dưa chuột, rau kinh giới hay là rau tía tô. Chắc chắn du khách sẽ không hề thất vọng về món bún đậu mắm tôm này. Các bạn đừng quên khi đến Hà Nội thì nhớ ghé vào các quán bún đậu mắm tôm để thưởng thức một đặc sản của Hà Nội nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Minasan, arigato gozaimasu.